Xin chào anh chị, hôm nay chia sẻ đến anh chị về lịch ngày giờ tốt của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong năm 20 trong tháng 8 năm 2023 năm Quý Mão. Tháng 8 Tân Dậu tính theo lịch tiết khí, thời gian bắt đầu từ mùng 8 tháng 9 tới mùng 8 tháng 10 dương lịch. Để mà chọn được ngày giờ tốt thì chúng ta sẽ loại bỏ những ngày giờ xung, đó là xung năm, xung tháng và xung tuổi, tức là loại bỏ ngày giờ Dậu, Mão, Thìn này anh chị nhé. Mão xung Dậu này, Dậu xung Mão này, Tuất xung Thìn, chúng ta cần loại bỏ. Còn các tiêu chí để chọn ngày giờ tốt đó là gì? Một trong các tiêu chí đó là quý nhân, thiên lộc, thiên mã, rồi là thiên can địa chi hợp. Ngoài ra thì chúng ta cần kết hợp với ngày hoàng đạo hắc đạo, nhị thập bát tú, thập nhị kiến trừ. Và còn một cái điều khá là quan trọng sẽ chia sẻ ở cuối video anh chị nhé. Đó là sự việc gì thì chúng ta sẽ giải quyết như nào. Còn trong bảng này tôi trả lời cho anh chị hai câu hỏi. Đó là ai, thời gian nào đúng không ạ? Còn một cái nữa là sự việc, công việc. Rồi tuổi Nhâm Tuất lấy quý nhân tại Mão và Tỵ, thiên lộc tại Hợi, thiên mã tại Thân, tam hợp nằm trong Dần và Ngọ, nhị hợp tại Mão, thiên can hợp là Đinh. Thật hơi tiếc một chút là gì, quý nhân lục hợp mà tại Mão thì lại bị bỏ đi, hơi tiếc một chút đó. Thì tiếp theo đến cái bảng này, đây bảng này, bảng này thì có 3 phần. Phần thứ nhất là phần thời gian, đó là thời gian trong tháng 8. Ở đây tính theo lịch tiết khí, thế nên là lịch ở đây là lịch dương anh chị nha, 8 tháng 9, 9 tháng 9 vân vân cho tới 8 tháng 10. Tiếp theo, hàng thứ hai đó là gì? Hàng thiên can địa chi, hàng chứ bôi đậm này, thiên can địa chi kỷ tỵ, canh ngọ, tân mùi, nhâm thân, vân vân. Tới ngày cuối tháng là gì? Là kỷ hợi. Hàng thứ ba là những giờ dùng được trong ngày. Tất nhiên, chúng ta cần loại bỏ những ngày giờ xung ở trên đây. Cái tiếp theo là loại bỏ ngày giờ, loại bỏ giờ xung ngày. Ví dụ, ngày ngọ loại bỏ giờ tí, ngày mùi loại bỏ giờ xỉu, ngày thân loại bỏ giờ dần, vân vân. Rồi, việc tiếp theo chúng ta cần làm là gì? Tìm những ngày mà có địa chi xuất hiện ở trên đây, đó là gì? Dần thân tỵ hợi ngọ, đó, dần thân tỵ hợi ngọ anh chị nhá, ngọ này, thân này, hợi này, ngọ thân hợi này, dần này, dần này, ngọ này, thân này, hợi này, tỵ nữa đúng không ạ? Tỵ tỵ ở đây xem nào, tỵ đâu? Mão thìn tỵ, tỵ này, ngọ này, thân này, hợi này, tiếp theo đến dần, tỵ, ngọ, thân. Ngày mùng 8 tháng 10 chúng ta bỏ. Ngày đầu tháng và ngày cuối tháng chúng ta nên bỏ. Tại vì sao? Đây là những ngày nó chuyển giao tiết khí, khí nó hỗn độn, khí nó hỗn tạp, nó khí nó không thanh tuần, nó không thuần nhất. Thế nên là chúng ta không nên dùng. Rồi tiếp theo, việc thứ hai là chúng ta tìm những ngày chúng ta vừa tích. Ngày nào mà có thiên can đinh thì chúng ta tích thêm một lượt nữa. Canh, nhâm, ất, mậu, tân, nhâm, tân, nhâm, giáp, đinh. Ở đây đinh, đây đinh, có đinh hợi anh chị nhá, có đinh hợi này, tiếp theo canh này, quý này, giáp này, bính này. Như vậy là chỉ có ngày 26 thôi. Khi mà xuất hiện ngày mà thiên can địa chi kết hợp, người ta gọi là đắc thiên đắc địa. Đấy, thiên can đại diện cho trời, địa chi đại diện cho đất, thế nên là ngày 26 là một ngày rất là đẹp đối với tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong năm, trong tháng 8 năm 2023 năm Quý Mão. Đinh nhâm hợp là một, Tuất thì lấy thiên mã tại hợi, dần ngọ Tuất, dần ngọ Tuất. À xin lỗi anh chị, nhâm lấy lộc tại hợi, nhâm lấy lộc tại hợi, thiên can hợp lại có xuất hiện lộc, thế nên nó rất là cát. Đó, tiếp theo, phần tiếp theo là chúng ta sẽ tìm giờ. Ngày canh ngọ thì đầu tiên là chúng ta sẽ loại bỏ giờ tí, tí ngọ xung nhau đúng không ạ? Tiếp theo là gì? Loại bỏ những giờ là Dậu, Mão, Thìn, ở đây không có đúng không ạ? Ngày canh ngọ được hai cái giờ rất là tốt, đó là gì? Ngọ và dần. Ngọ và dần. Tiếp theo ngày nhâm thân thì sao? Chúng ta loại bỏ giờ dần, dần thân dung nhau, tiếp theo loại bỏ giờ Mão và Dậu. Còn những giờ còn lại đó là gì? Thân tỵ hợi tí thìn chúng ta dùng bình thường. Ngày 14 ất hợi chúng ta loại bỏ giờ tỵ, tỵ hợi xung nhau mà, tiếp theo loại bỏ giờ Mão và Dậu. Rồi những giờ còn lại là hợi thân tí mùi dần chúng ta dùng bình thường. Ngày 17 mậu dần chúng ta loại bỏ giờ Mão và Dậu, ở đây không có Mão và Dậu, các giờ như này, các giờ ghi ở trên đây anh chị dùng bình thường nhé. Tiếp theo ngày 20 tân tỵ, ngày 20 tân tỵ loại bỏ giờ Dậu này, còn lại các giờ là tỵ, dần, ngọ, xỉu, thân chúng ta dùng bình thường anh chị nhé. Loại bỏ Dậu, Mão, Thìn và giờ xung với ngày Mão này, Dậu, Mão, Thìn. Rồi các giờ còn lại là ngọ, mùi, tỵ, hợi, thân, dần, tuất chúng ta dùng bình thường. Ngày 23 giáp thân, Dậu này, rồi thân, xỉu, mùi, tí, thìn dùng bình thường. Ngày 26 đinh hợi đúng không ạ? Dậu, Mão, Thìn không có này, tỵ không có, hợi, dần, ngọ, mùi là các giờ dùng được trong ngày đó. Tiếp theo ngày 29 ngày canh dần có giờ dần, giờ ngọ là chúng ta dùng được. Ngoài ra có giờ tuất và giờ hợi. Ngày quý tỵ chúng ta loại bỏ Mão và Dậu, còn lại tỵ, thân, tí, xỉu chúng ta dùng bình thường.
Ngày mùng 3 Giáp Ngọ, ở đây là có gì? Ngọ Sửu Mùi Dần Thân Tuất chúng ta dùng bình thường. Ngày Bính Thân, Bính Thân Thân loại bỏ Dần Dần, Dậu Mão, ở đây còn lại là gì? Thân Hợi Tỵ Tí Thìn. Như vậy trong bảng này trả lời cho anh chị hai câu hỏi, đó là ai, thời gian nào. Ai là Nhâm Tuất 1982, thời gian là gì? Thời gian là những ngày đã tích ở trên đây. Giờ là những giờ còn lại mà không bị gạch xóa. Đó. Rồi tiếp theo. Khi mà anh chị chọn ngày, khi mà anh chị chọn ngày nhá, thì anh chị nên quan tâm thêm một chút nữa đến ba chuyên mục, đó là gì? Mục Hoàng Đạo Hắc Đạo, mục Nhị Thập Bát Tú, mục Thập Nhị Kiến Trừ, để đưa ra các cái quyết định chọn ngày chọn giờ. Còn về cơ bản, anh chị có thể dùng các ngày giờ tôi chọn cho anh chị ở trên đây, đó là Quý Nhân, Thiên Lộc, Thiên Mã, Thiên Can, Địa Chi, Thiên Can Ngũ Hợp, Địa Chi Lục Hợp. Tôi ví dụ Quý Nhân nhá, Quý Nhân thì có tác dụng gì? Cầu phúc, kỳ phúc, cầu tự, cầu tài, kiến quý, xuất hành, giá thú đính hôn, tu tháng tạo tác, giá thú đính hôn và xuất hành, những cái việc rất là quan trọng. Dương Quý Nhân. Dịch mã đi, thượng quan, phó nhậm, kiến quý, cầu tài, khai thị, xuất hành, khai trương này, xuất hành này, lại còn được cả nhập trạch này, giá thú này. Đó, dịch mã là chuyển động. Đó, nhập trạch tức là cũng là một cái chuyển động đấy. Đính hôn là tạo táng này, đó. Thiên mã Quý Nhân thì rất là cát. Tiếp theo đi. Thử lục hợp chẳng hạn, lục hợp đây. Lục hợp cầu tài, khai thị, giao dịch, kỳ phúc, cầu tự, giá thú đính hôn, lục lễ, xuất hành, ăn sàn cát. Cái chuyện kết hôn cưới hỏi là phải đi lại, thế nên là phải kèm cái mục xuất hành. À, xuất hành mà không cát thì đi kết hôn cưới hỏi nó nhiều, gặp nhiều không may. Rồi tiếp theo. Tiếp theo sau khi là mình là gì? Mình cần phải biết cái sự việc mình muốn làm anh chị nhá. Ví dụ một cái việc này, việc cưới hỏi đón dâu chẳng hạn. Hoặc là việc gì thì khai thương, xuất hóa phong trái chẳng hạn. Hoặc là kết hôn nhân, hoặc là giao dịch ký kết hợp đồng. Hoặc là gì? Còn nạp súc này, rồi là lập khế, lập khoán, đều là mua bán các thứ này. À, nạp tài này, vân vân này. À, ví dụ nhập trạch đi. À, cuối năm rất nhiều nhà nhập trạch nhá, rất nhiều các công việc liên quan kết hôn cưới hỏi. Thì khi chúng ta biết là chúng ta làm công việc nhập trạch thì chúng ta sẽ cần những cái cát thần gì phù trợ cho ngày đó. À, cái cát thần gì nó phù trợ cho ngày đó. Còn cái hung thần gì nó kỵ cái việc đó, nó làm giảm đi cái tính tốt của việc đó. Cái tốt thì cần nhiều, cái tốt phù trợ cho mình thì cần nhiều. Cái xấu thì lại cần ít. À, thế nên chúng ta phải bắt buộc phải biết cái việc mình đang làm việc gì. Ví dụ nhập trạch thì cần ngày trực thành, trực khai. Các cái sao cát thần là Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Đức Hợp, Nguyệt Đức Hợp, Nguyệt Ân, Thiên Nguyện, Thiên Xá, Thiên Mã, Dịch Mã. Đó, Thiên Mã và Dịch Mã. À, kỵ những cái ngày như là trực phá, trực bế, trực bình, trực thu. Các cái hung thần như là kiếp sát, tai sát, quyệt sát, nguyệt hình, nguyệt kỵ, nguyệt hối, vân vân. Nhị phân, nhị trí, vân vân. Tức là phải biết cái việc gì để tìm được những cái cát thần phù hợp với ngày đó và tránh xa những cái hung thần kỵ việc đó. Thì là chúng ta hoàn thành cái công việc là chọn ngày giờ tốt. Thì nó là như vậy anh chị nha. À, phải biết cái việc gì. À, phải biết việc gì để tìm được cát thần phù trợ cho ngày đó. Và kỵ nhất cái hung thần. Tất nhiên trong một ngày thì cát thần và hung thần nó lẫn lộn, nó đan xen. Chỉ cần cái cát thần hợp với cái việc đó nó nhiều, cái hung thần kỵ việc đó nó ít là chúng ta dùng được ngày đó anh chị nha. Còn không, không có gì, không có cái chuyện là gì toàn cát thần hoặc là toàn hung thần, mà nó đan xen, nó hòa hợp, nó lẫn lộn đó. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở các video tiếp theo. Rất mong nhận được sự đóng góp, ý kiến, bình luận, phản hồi của anh chị. Xin cảm ơn.